Con này thì Eures Mỹ nhưng mà hàng Đức nha, xuất Đức thì gần 220 luôn. Còn tua được này. Tua lại được nhưng mà không lây được nha. Lên được trá nha, nó lên được là trá. Đầu tư nó còn là hít lên này. Rồi mà nó nhà xuống, nó không chạy được nhà xuống. Mình nghĩ chắc bị Jaguar anh em ạ. Hôm nay vừa coi lại nha. Cho cam sinh viên để mà khi mà học tập tại học viện nông nghiệp Việt Nam. Đây. Đồng thời là trong học viện thì cũng có những cái. Ủa, giờ là Eures là của Toshiba này. Chọn cho các em với những em muốn đi nước ngoài. Rồi Berser E70 nha. Làm việc ở nước ngoài thì chúng tôi rồi. Có anh em nào quan tâm thì nhắn Zalo số này nha. Mấy con nào mình bán rẻ nha, nhưng mà cứ nhắn Zalo đi mình cân lại giá nha.